kính chào quý vị, tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình tây ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ, hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, thông tin từ ban quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh, dự kiến cuối tháng 8, tuyến metro số 1 sẽ chạy thử một đoạn ở đi bầu long bình, thành phố thủ đức. Theo thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh MTR, đơn vị thi công gói thầu CB1A thi công đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga nhà hát thành phố đã thực hiện tháo dỡ phần rào chắn cuối cùng trước chợ Bến Thành, tạo sự thông thoáng về cảnh quan cho toàn bộ khu vực này, nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 28 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau thời gian được thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng mới, khang trang cùng với trang thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại và nhất là được các bệnh viện đa khoa Chuyên khoa của thành phố hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, bệnh viện Quyền Bình Chánh đã có thể can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Với sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật từ Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Quyền Bình Chánh bắt đầu triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch như chụp động mạch vành, nông và đặt stent động mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, thông tin chẩn đoán do chính các chuyên gia can thiệp tim mạch của viện tim thực hiện. Sau đây là dự báo qua thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh trên cả nước. Mời quý vị chú ý theo dõi, khu vực Bắc Bộ từ ngày 1 đến 2 tháng 9 nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 đến 33 độ C, khả năng có mưa dòng gián đoạn trong ngày. Từ ngày 3 tháng 4 tháng 9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 đến 33 độ C, ít có khả năng mưa dông. Khu vực Trung Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 đến 35 độ C, ngày có nắng, có khả năng có mưa rào và dông tập trung vào chiều tối ngày 1 và 2 tháng 9. Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 đến 35 độ C, ngày có nắng, chiều tối có khả năng có mưa rào và dông khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 đến 32 độ C, có khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và hối. Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 đến 33 độ C, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và tối. Khu vực Hà Nội, từ ngày 1 đến 2 tháng 9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 đến 33 độ C, khả năng có mưa dòng gián đoạn trong ngày. Từ ngày 3 đến 4 tháng 9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 đến 33 độ C, ít có khả năng mưa dòng. Thưa quý vị, Ngày 28 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quyện phối hợp cùng các lực lượng chức năng công an thành phố Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khí gas tại nhà thờ họ Bùi, thôn Phương Chữ Tây, xã Trường Thành khiến 3 người bị thương phải nhập viện. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 27 tháng 8, tại nhà thờ họ Bùi bất ngờ xảy ra nổ khí gas trong gian bếp. Hậu quả làm 3 người đang ở trong nhà thờ là anh vợ chồng anh BQT, 35 tuổi và chị TTN, 31 tuổi cùng bà VTV, 68 tuổi bị bỏng nặng. Ngay sau khi vụ nổ khí gas xảy ra, gia đình và hàng xóm đã đưa các nạn đi cấp cứu tại bệnh viện. Phần tin thế giới sẽ liên tục bản tin sáng nay. Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA và công ty bảo hiểm Michi Sumitomo có kế hoạch hợp tác phát triển các sản phẩm bảo hiểm dành cho khách du lịch không gian để đáp ứng nhu cầu tiềm năng trong tương lai. JAXA và Michi Sumitomo cho biết bảo hiểm du lịch không gian có thể sẽ chi trả cho những thiệt hại về tài sản tương tự các loại hình bảo hiểm du lịch hiện nay cũng như thiệt hại về thân thể. GIXA chịu trách nhiệm cung cấp những thông tin nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn của tàu du lịch không gian, trong khi Michi Sumitomo cung cấp các giải pháp liên quan đến bảo hiểm như đánh giá rủi ro. Thưa quý vị, một gương người tốt việc tốt kỳ này mời quý vị cùng lắng nghe câu hoạt động ra quân dọn vệ sinh phố phường được đăng trên báo mới com Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, sáng 28 tháng 8, cán bộ phường, khu phố và người dân thuộc 4 khu phố của phường một ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn gần 100 cán bộ và người dân phường 1 đã tập trung nhặt rác, quét dọn tại đường Vi 3, thống nhất nối dài cùng các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường. Đây là hoạt động thiết thực giúp phố phường thêm sạch, đẹp trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thưa quý vị, cách Hà Nội khoảng 60 km về phía đông, Hải Dương dù chưa nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam, nhưng vùng đất này vẫn có những điểm đến thiên nhiên kỳ thú không thể bỏ qua, như đảo Cò Chi Lăng Nam Quyện Thanh Miện, cánh đồng rễ bạc ngàn xanh thắm phía dưới chân núi Công Sơn, thành phố Chí Linh. Một khám phá Việt Nam kỳ này, mời quý thính giả nghe bài giới thiệu có nhan đề đến Hải Dương, trải nghiệm đảo Cò Thanh Miện và cánh đồng chân núi Côn Sơn, được báo mới chia sẻ hôm nay. Những năm gần đây, du khách chẳng cần phải tìm vào tận miền Tây mới được chứng kiến những cánh chim, cò bay rập bầu trời mà ngay tại đảo Cò giữa lòng Hồ An Dương xã Chi Lăng Nam, quyền Thanh Miện cũng khiến du khách thỏa mắt ngắm nhìn. Từng đàn cò nối tiếp nhau lượn vòng tròn trên không hay vút bay, rồi kéo theo cả đàn bay sát mặt hồ, nhất là lúc 17 giờ đến 18 giờ. Khi hoàng hôn buông xuống, Hiện đảo còn là nơi cư ngụ của hơn một vạn con cò, khoảng 5.000 con vạc với các chủng loại khác nhau như cò hương, cò trắng, cò đen, cò lửa, cò rùi, cò diệt, cò bợ, vạc xanh, vạc xám, vạc đen. Trước đây, khu vực đảo cò bây giờ là vùng đất chim trúng nằm ven bờ sông Hồng. Sau đó do biến đổi của dòng sông đã hình thành hồ An Dương với độ sâu hơn 20 mét và tồn tại cho đến ngày nay. Theo thời gian, từng đàn cò, vạc và nhiều loài chim nước đã tìm về đây trú ngụ, đông nhất là 6 loài gồm cò trắng cò lửa, cò bợ, cò Gên, cò dịp và cò ruồi, chúng làm tổ và cư ngụ ở đảo cò từ tháng 9 cho đến tận tháng 4 năm sau. Ngoài đảo cò, vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất Hải Dương còn được biết đến với cảnh sắc đặc biệt, nằm ở thung lũng phía dưới chân núi Côn Sơn. Đó là cánh đồng rễ bạc ngàn xanh thắm, bên cạnh rừng thông gợi nhớ một thời của người anh hùng dân tộc kiệt xuất Nguyễn Trãi. Thưa quý vị, khám phá thế giới muốn giới thiệu về đảo Bò Rơ Bò Rơ Thiên đường nghỉ dưỡng của nước Pháp. Mời quý vị tìm hiểu. Bora Bora là một hòn đảo tại Polynesia thuộc Pháp, cách đảo Tahiti khoảng 275 km nằm ở Nam Thái Bình Dương, nằm giữa Úc và Nam Mỹ. Đây được coi là một hòn đảo đẹp nhất thế giới, là thiên đường nghỉ dưỡng lãng mạn dành cho những người mê biển. Đảo Bora Bora có diện tích khoảng 39 km vuông, được bao bọc bởi một đầm nước mặn và một hàng rào trắng bằng đá ngầm, là nơi có khí hậu ấm áp quanh năm, vô cùng thích hợp để nghỉ dưỡng và du lịch. Borobor bò bò có nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng là điểm du lịch trăng mật lý tưởng của các cặp đôi và là điểm dừng chân của nhiều khách VIP trên thế giới. Đó là nơi sinh sống của chưa đến 10.000 dân. Từ nhiều năm về trước, người dân ở đây đã bắt đầu sinh sống bằng nghề làm dịch vụ du lịch. Borobor bò bò có biển xanh cát trắng, những khu nghỉ dưỡng nằm lơ lửng trên mặt nước nhìn ra cảnh quan vô cùng thơ mộng. Ở ngoài ra, trên đảo cũng có nhiều điểm tham quan mang đậm màu sắc văn hóa bản địa rất thú vị. Mùa hè ở Borobor bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau là mùa du lịch thấp điểm trên đảo nên mọi chi phí từ máy bay đến phòng nghỉ đều rẻ hơn bình thường. Do ít khách nên không gian cũng yên tĩnh hơn, thích hợp cho những ai muốn thư giãn tại border Nội dung đã được tóm tắt dựa theo bài đăng trên trang du lịch petro tham vn Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.